Chuyện lạ ngày hôm nay đến thăm một gia đình, hai vợ chồng và một đứa con sống trong căn nhà. Bên trái là cô vợ trẻ có biểu hiện kỳ lạ. Theo như người chồng chia sẻ là cô vợ mình mắc bệnh tâm linh và có rất là nhiều cái vong đi theo. Và khẳng định sau này vợ của mình sẽ cứu đời. Xin mời cả nhà cùng vào tìm hiểu. Rồi chào hai vợ chồng nha. Dạ, chào chị nha. Dạ. Thì em biết được biết bà con chia sẻ là anh là một người bình thường mà anh lại thương cái cô vợ của mình á như thế này á. Là bây giờ mình kể lại cho bà con ngày xưa sau gặp nhau là anh Út. Xưa thì đi chơi với em vợ. Và lúc đó là chưa quen cũng như là bạn bè với em vợ. Trời ơi. Rồi đi tới lui hoài riết thì cũng quen hăng rồi ấy trên tình cảm. Lúc đó là anh để ý chị Út trước hay là chị Út để ý anh trước anh không? Nói chung là hai người để ý nhau. Rồi, người lần đầu tiên là đã để ý nhau đúng không? Đã trên tình cảm rồi hai người mới hẹn nhau đi chơi dịp Tết gì đó, bữa mùng năm đó. Dạ. Rồi hai người tới tiến tới luôn. Tới nữa thì mình làm đám cưới. Tính ra cái thời gian mà hai người mới quen tới đám cưới là khoảng bao lâu vậy Nút? Năm ngoài. Tại vì có người ta nói anh cũng thấy anh bình thường đó mà sao lại chọn cô vợ như vậy? Tại có ra vô nhà cũng lâu rồi mới quen năm ngoài rồi mới cưới. Chứ không phải là mới quen cưới liền. Nhưng mà lúc đó là anh biết chị biết bị bệnh luôn. Bị bệnh có căng. Có căng của mình nó hay xỉu lắm. Tự nhiên ngồi vậy ha, xỉu cái ạch ngang là chở bệnh viện đó. Kêu không biết luôn. Cũng như xỉu là không biết gì hết. Dạ. Lúc đó nhiều không hay là lâu lâu bị cũng như 5-3 bữa hoặc là vài tháng bị. Cái gì đó. Tự nhiên xỉu thôi. Thì lên bác sĩ cũng nói là nó thiếu máu vô nước biển. Về cho về. Rồi anh thì anh nghĩ là chị có căng. Rồi nếu mà thí dụ như là trong cái lúc mà anh ra anh tìm hiểu và anh làm quen chị Xuyến này đó, thì ở ngoài đó là người ta nghĩ là chị Xuyến bị gì? Ở ngoài nhà thì nó không có phải bị căng. Ba nhà không tin. Ba mẹ ngoại ấy không tin. Nó chỉ vấn đề bên tâm thần ha. Nó bên tâm thần. Tinh thần không ổn định. Nhưng mà anh vẫn chấp nhận anh thương luôn. Lúc đó bên mình có ngăn cản gì không anh Út? Không, mà anh thương là anh cưới thôi chứ gia đình không ngăn cản. Tại vì cũng như là mình thương là mình chọn cho vợ mình mà. Chứ đâu phải mà anh chị chọn đâu. Mình chọn mình ở mà. Bởi vì mình nó bệnh mình vẫn thương. Cho em hỏi chút xíu, khi mà về là thành vợ chồng rồi đó là chị có làm cái công việc gì mà tiếp được anh không? Lúc trước thì 2 năm đầu thì bình thường như người bình thường vậy đó. Cũng nhặt đồ nấu cơm rồi may đồ cho mấy người chị khoảng một bộ gì nó mấy chục ngàn vậy đó. Rồi 2 năm sau rồi mới phát bệnh. Rồi lúc đó chưa bệnh giỏi lắm á. Đám giỏi đám tiệc là một tay không. Tại nhà ngoại một năm á là tới 9 cái đám giỗ luôn. Rồi bà già vợ đi mua đồ rồi nói nhà nó nấu không. Giỏi lắm. Vậy là anh nói là chị mới phát bệnh khoảng 2 năm nay hả? Không, là nặng nhiều hơn cái gì? Anh cưới là 2 năm sau mới mắc bệnh. 2 năm sau rồi nhưng bây mà giờ là 10 năm rồi. Nhưng mà trong cái thời gian đầu mà khi mà anh tìm hiểu và anh biết đến chị Xuyến á là anh đã biết là chị có phần rồi hả? Có phần rồi. Theo anh nghĩ là chị có phần tâm linh. Đúng rồi. Tôi nói với lúc đó mà chưa có kêu giờ vợ bằng má. Nói bác ơi, Xuyến là nó có căng trong mình đó, thấy nó khác lạ với người ta. Rồi bà nói bà cũng không có để ý đâu, bà không để ý. Hai vợ chồng mình thì có đứa con đó ha, đứa bé gái đó ha. Nó nhiêu tuổi hay? 2 tuổi. Vậy là anh chị mình là kết hôn với nhau lâu chưa, bao nhiêu năm rồi? Năm nay nữa là 11 năm. 11 năm. 11 năm mình cũng có con cũng trễ ha, mới có 2 tuổi. Bỏ cũng mấy đứa rồi. Gì đó hả? Là lúc đó là cái đó là do như thế nào mà bỏ tới mấy đứa lần? Nó không có tim thai. Không có tim thai 3 đứa. Còn đứa thì tới 8 tháng mấy. Xuất bệnh viện mà chỗ mà Mũi Tàu đó gọi là gì em gì của anh này. Chúng bà mẹ chứ em. Bà mẹ cho em. Đầu tiên vợ tôi nói sao kỳ trong mình. Nó bị khám, thấy xuống dưới khám nó là bình thường chứ đâu có gì đâu. Vợ tôi nói kỳ rồi. Khám đã đợi cho thuốc uống về, 3 bữa sau đi xuống là nó chết trong bụng. Vậy đó ha. Là 8 tháng mấy đó. 8 tháng 2 bữa hay 3 bữa vậy đó. Đừng ghi máy rồi đó.
trai. Cái gia đình cũng buồn tuổi. Như là tính ra là mấy đứa ha. Còn mà bé này là cuối cùng đó ha. Còn bé nó rất là kháu khỉnh, nhìn dễ thương quá ha. Rồi chị tới ngày hôm nay là chị cũng vẫn còn bệnh tới lui hoài ha. Sao? Mà anh thầy bên Mỹ á, anh chị cho vợ á, anh thấy là chị nữa là hết từ từ chứ không phải là hết cái một, tại anh từ xa mà. Nếu mà anh có về Việt Nam á, anh có ghé là anh chị là có thể là nó bớt là cũng như là 90, 80, 90 đó. Cái bữa nay cái chị xíu ít nói quá. Tùy theo lúc sao ta? Tùy theo giờ hay sao? Như bây giờ chị cho em, chị xin cho em hỏi nè, là ông xã mình đã nói là mình có phần tâm linh, có căn. Như theo chị là chị có phần căn không? Có. Dạ, rồi nếu mà chị cho em hỏi là chị có vấn đề về cái tinh thần không? Không. Không. Chắc chắn? Chắc 100%. Vậy luôn hả? Nhưng đó giờ có được cấp giấy hay chưa? Chị có giấy không? Không. Không có giấy ha. Không. Có đi khám chưa? Có. Có đi khám mà người ta khám không ra bệnh hay sao? Không. Nói chị nói lúc chị có lúc nói thì cũng rất là bình thường ha. Ừ, rất là bình thường nè. Hiện tại là bình thường. Có đôi lúc thì ngồi nói một mình là nói với ai? Nhiều khi nói trong lỗ tai đó. Tức là có ai nói bên lỗ tai mình hay sao? Ừ. Nói gì vậy chị xin? Nói bảo chuyện làm việc này việc kia. Chuyện này chuyện kia vậy đó. Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Đàn ông không hả? Đàn ông. Có phụ nữ không? Có hai người phụ nữ, ba người nam. Ba người nam, hai người phụ nữ hả? Kiểu như là thì thầm giống như một người giống như tâm tụi sự, em đang bạn bè tâm sự. Chị có suy nghĩ không? Chị có suy nghĩ không? Không. Tự nhiên ta nói hả? Ờ, tự nhiên ta nói chị không suy nghĩ. Nói đó là người ta lựa cái giờ giấc nào hay là lúc nào cũng nói. Lựa giờ. Thường giờ nào chị? Giờ nào chị? 9 giờ ngữ sáng. 9 giờ sáng. Với 10 giờ ngữ tối. Nhưng mà thường thường là những người đó không hả, hay là người khác nữa? Không có người đó. Chị có mấy người đó là tính ra là 5 người hả? Ừ. Hai nữ ba nam. Ừ. Cái đó trong tộc họ mình hay là ngoài thôi? Ở trên mà cõi thiên á. Trời đất ơi. Nên chị, yeah. Chị nói chuyện cõi trên luôn hả? Ừ. Tới trên trời luôn hả? Cõi thiên được mà. Dạ. Ta dầm cũng gọi là ta thấy ba được ba cõi. Dạ. Yeah. Tại vì có hỏi vợ hoài à. Nó dầm được ba cõi. Nói cõi thiên rồi cõi của mình nè. Cõi dưới âm nữa. Ta dầm ta thấy được. Còn mình có mắt mình vợ không thấy được. Theo anh nghĩ là mình tin là vợ mình có phần. Có. Tại vì người ta thấy người ta nói chuyện luôn, còn tôi hỏi á, tôi nói chuyện với mấy ổng. Có khi nào anh thấy chị Xuyến có những cái biểu hiện gì đó khác hơn người thường hàng ngày trong cuộc sống mình không? Thì nó bệnh này thì nó khác lắm. Khác với người thường lắm. Biểu hiện nó rất là khác. Ví dụ như những biểu hiện như thế nào anh? Nó nấu cơm á, là nó nấu nhiều khi nó đổ ở đâu 5-7 chén vậy đó. Dạ. Yeah. Vô cái nồi gọi nó nấu không biết chín hay sống đó. Rồi nó nấu canh, rồi nó đổ muối rồi bột ngọt rồi thao chách rồi để lên rồi rau rác cho bỏ lên trên. Dạ. Yeah. Rồi nó bắt bếp ra nó nấu vậy. Chắc có lúc ăn không được luôn á. Đâu được đâu, bỏ không mà. Tại muối quá nhiều, bột ngọt quá nhiều, đường quá nhiều. Dạ. Yeah. Rồi thao chách thì nó úp lên trên vậy nè. Rồi mới để đồ lên. Rồi đâu có chín ra gì đâu. Chị Xuyến thường thường chị nấu gì, chị nấu cho ai ăn chị Xuyến? Mấy người âm. Tự nhiên mấy người âm ăn mặn như vậy. Tự nhiên mấy người âm ăn mặn hả? Nhiều khi á là cổ nấu bình thường cũng như là không có ai trong mình á ha. Ta nấu bình thường như người mình vậy thôi. Vậy hả? Thôi. Rồi nhiều khi cũng giặt đồ, và nhiều khi là bỏ thay đồ một ngày á cũng tắm là 5-7 lần. Hai rồi dục ra rồi dục hết. Không có dục vô thao luôn, dục tổ nào cũng dục hết. À tới ngày bình thường á thì dục vô thao đàng hoàng với giặt đồ đàng. Dạ. Yeah. Có khi nào anh nghĩ chị có khi bị quên không? Quên không, làm không, quên không, cái không hành quên. Động mình đã làm không lại. Người ta nhớ hết, ta dục ta nhớ hết. Hỏi chỗ nào ta nhớ hết. Thậm chí đâu bông mà nó dục mà nó còn nhớ chỗ nào luôn mà. Rồi sao chị cười nó rồi kìa? Cười gì chị Xuyến? Cái gì? Theo chị nói nè. Cái ao sen chính phẩm nó nở qua nhiều quá trời. Ao sen chính phẩm hả? Củ phẩm hả? Trên củ phẩm hả? Ờ, trên củ phẩm. Ở đâu? Củ phẩm chỗ nào? Nở được chín cái bông vừa. Củ phẩm chỗ nào? Hả? Củ phẩm chỗ nào? Ở trên cõi thiên giới. Thiên giới rồi.
Chị ngồi đây mà chị nhìn thấy chảnh luôn. Thấy tới chảnh luôn hả? Đó, chị đang nhắm mắt nghiệm đó. Hay ha. À, cái này thì chắc phải nhờ quý vị khán giả nha, ai có phần tâm linh, ai có phần căn, ai có về bên thế giới bên vô hình thì có thể là nhìn chị Xuyến thì cho cái bình luận. Dạ. Còn như là theo như anh ông chồng chia sẻ là anh Út á, thì vợ mình này có phần, chị cũng nói là có đi khám nhưng mà không ra bệnh, thì chị nói là cũng chị cũng có phần. Còn đây thì anh em chỉ quay thôi, còn vấn đề đó thì mà anh em chưa có kiểm soát, chưa nhận định được là chính xác như thế. Quan trọng là giờ khán giả đi, khán giả cho biết đi. Thế anh em lại chủ yếu là quay là thấy là người chồng cũng vĩ đại mà thương vợ mình, tuy là vợ mình bị bệnh nhưng mà vẫn chấp nhận thương và cưới. Lúc đó có đám cưới luôn không? Đám cưới đàng hoàng. Đám cưới đàng hoàng luôn hả? Lại lớn hơn anh đúng. Cũng nói chung là hai bên đó thì bên thì mà bên tôi nó nói chung 10 bàn chứ chạy ra tới 15 bàn. Dạ. Yeah. Còn bên bển thì cũng trên 15 bàn. Ồ. Oh. Cũng gần gan đó. Rồi anh cho em hỏi là khi mà mình biết là vợ mình bệnh rồi đó, là mình chấp nhận cưới luôn, thí dụ như mình khi mà mình cưới là chồm sớm đồ hai bên đồ có ai nói chưa, có nói vô nó ra không? Không, không có nói vô ra, tại vì lúc đó nó chưa bệnh mà. Dạ. Nó mới cũng như mới phát lâm râm đó. Vậy đó. Nhưng mà anh vẫn biết ha. Anh biết. Gia đình ngoại không biết. Nói chung là anh đã đón trước được rồi, nhưng mà anh vẫn chấp nhận vì đã thương chị. Rồi cái thời gian sau này thì khi chị phát bệnh thì mình có giống như anh Thảo mới nói nãy, thì có ai nói ra nói vào gì không? Cũng có chứ. Vậy đó hả? Người ta nói vợ là bị thần kinh, rồi bệnh quang tưởng, hoặc là có người thì nói giả bộ. Ừ. Thì cái này thì cái này khó giải thích lắm. Vậy đó. Mà người ta nói giả bộ thì nhiều. Ừ. Đúng rồi. Tại vì có hồi thì bình thường lắm, mà hồi thì chửi bới tùm lum chân, đập đồ đập đạc. Có vậy nữa có hả? Luôn á, đập đồ đạn chân luôn á, tức là đồ nó thay đổi đó. Chỉ nó thay đổi tính tình. Rồi sao nữa anh? Rồi tới cô tỉnh lại rồi hỏi sao đập vậy, không biết hả? Không biết. Nhưng anh có thấy cái lúc mà chị quậy lên vậy là cái thời điểm nó có nắng quá không? Không, bình thường chắc tối có khi cũng quậy luôn. Vậy đó. Mà hiện tại bây giờ là chị còn không? Cũng như lâu lâu mới có. Lâu ha. Như một hai bữa trước có không? Không. Lúc đó là chị trở thành một người khác hay sao? Là anh nói chuyện khác với chị luôn hay sao? Ăn ủi hay là anh nói chuyện với một người khác? Ăn ủi cũng như bạn ăn ủi mà người ta không nghe, mình cũng dặn à. Dặn mình la bạn cho người ta dặn suốt mà ta không dặn, người ta không dặn. Ừ. Dạ. Ta làm dữ cao nữa. Chào luôn. Cao chào. Lúc đó chắc anh phải xuống nước ngọt quá. Xuống nước ngọt cũng không được luôn. Rồi sao? Rồi đẻ cắn luôn chứ sao nè. Cắn dai bầm. Hả? Vậy là ào chảy vậy đó hả? Mới đây ha. Trời đất ơi. Mới đây cũng nửa tháng nay thôi. Ừ. Sao mình không kìm lại chi xíu? Thôi gì đâu. Không biết. Sao tới lúc đó mình cố gắng niệm Phật đặng cho cái tâm mình nhẹ xuống chứ, để cái nó bệnh mà nó không có niệm Phật được như mình. Cũng như cái người trong mình nó khác rồi. Còn mình á thì mình người thường đúng không? Giờ nào giác nào mình niệm Phật cũng được chứ. Còn nó là có người trong mình mà nó khác xa lắm. Dạ. Cũng như người ta là sai khiến luôn trong mình, không có điều khiển được. Khi mà anh Út biết vợ mình như vậy và những lúc mà lên cơn thì vợ mình có những cái tác động gì đó mà anh không có buồn, anh không có giận sao? Không buồn. Vẫn chấp nhận thương vợ mình luôn ha. Tại mình biết vợ mình bệnh mà, chứ đâu phải người thường. Nếu người thường nó thương mình dữ lắm, lúc đó nó thương tôi lắm à. Không chưa bệnh á. Ăn ngủ gì nó cũng lo hết trơn á. Bây giờ thì khác lắm. Thấy bây giờ chỉ thương anh nhiều đó mà nó thấy thương nhau lắm gì đó. Chơi nhau lắm, cắn nhau đâu. Đó đâu. Tưởng là chị ngủ chứ, thôi chị nghe thật. Chị đang nghe đó, chị đang nghe đó. Còn cục muối cắn chia làm đôi. Đúng rồi. Đó, còn câu thơ nào nữa? Cục muối chia làm đôi cũng được ăn hết hả vậy? Thấy là thương nhiều đó. Rồi thấy chồng mình là ok chưa? Cho em hỏi hỏi chút xíu, thí dụ như chị thì chị không được khỏe rồi đó, thí dụ như đứa bé nè là ai chồng? Tôi đi làm hiện vợ cũng chồng. Anh đưa cho vợ chồng thiệt luôn hả? Chồng thiệt luôn á. Rồi được không? Tại vì hai vợ chồng á thì không đi làm á, tiền đâu sống nè. Không lẽ đeo gì hoài. Rồi thí dụ như cái trường hợp mà anh biết là chị có đôi lúc thì lúc tánh tình lúc gì lúc khác, rồi anh vẫn chấp nhận đưa con mình cho chị chồng luôn. Chứ mà
đây nó đâu ai chừng nó được. Nhưng mà lúc đó là chị biết là bé nó anh biết, kiểm soát được bé không? Anh biết là nó kiểm soát được, bé anh mới đi làm. Dạ. Rồi giờ nào mà nó kiểm soát không được anh ở nhà. Anh giờ anh biết cái thái độ của nó, giờ anh biết được. Tức là mình sống với nhau lâu rồi, những lúc mà... quý nhau. Nhiều khi nó nói cái tiếng mà mình thấy là nó kiểm soát không được rồi. Mình ở nhà liền. Hiểu ha. Vậy là hiểu ha. Nói chung chị Út mà khó kiếm một người chồng giống anh lắm đó. Cái đứa người khác là dễ gì chịu chứ Út đâu, tánh vậy đó. Rồi sao nhìn chồng hay là nhắm mắt vậy? Sao quay qua đó rồi? Quay qua đây nè. Bây giờ Út nói rồi đó, giờ tới chị coi có gì để nói. Bây giờ chị có gì tâm sự với sao em mà yêu, yêu ảnh yêu cái vấn đề gì mà. Có, trước tiên thì chào quý khán giả, chào quý cô ba chú, anh chị em. Có mặt thì hiện diện trong ngày hôm nay. Quá lễ phép luôn ta. Rồi, MC xin, mà trước tiên là cảm ơn nha, mà gia đình hai bên chồng vợ rồi mới có được ông xã tôi, mới có được quan sát tôi. Vậy là cảm ơn ông và chồng, bà và chồng. Có mới có con tôi mà ra đời đặt cho vợ chồng tôi mà chăm lo cho nó. Rồi tôi trước tiên cũng cảm ơn mà ông xã của tôi đã thấu hiểu cho tôi hết rồi. Trời ơi, hay quá. Không. Nói chuyện đang hay đó mà tự nhiên cái nó ngang, nó ngang luôn trời, mất điện trời. Tiếp tục vô điện lại nè. Bình thường rồi đó. Chưa tập phim còn chút nữa, bây giờ kết thúc mau vậy. Rồi nè, bắt đầu là điện nè, điện vô là bắt đầu là làm tiếp nè. Nói cái mỏ không két á, quay ngay nó không cấm chừng nữa, người ta đói dữ lắm, chết người hàng la hàng liệt. Cái mỏ con két quay lâu rồi à, nói chuyện khác đi thôi bỏ qua đây, cái đó bỏ qua đây thôi, nói chuyện khác đi. Cái đó thiên cơ rồi. Dạ thiên cơ rồi, thiên cơ bắt chị có hay nói cái gì vui không chị? Mới tối mà nói vụ gì sao này nọ hay lắm, các gì sao trên chạy á nói hay lắm mà tôi nghe tôi mất kiện luôn. Cái đó để clip sau đi. Cái đó để clip sau đi. Nói gì thì chị Xuyến, mình biết là cái tinh thần mình nó không ổn định rồi phải không? Nhưng nếu mà như vậy rồi mình con mình chắc mình đâu có tác động gì đâu, không thương lắm phải không? Những lúc mà mình khó chịu là mình giao con lại cho ông xã cho chắc ăn hay gì? Ok. Vậy đó hả? ok liền ha. Thôi nói chung thì mấy anh em cũng chúc cho chị cố gắng để cái tâm mình cho nó giống như là tịnh lại ha, để cho hồi phục lại sau này làm còn giúp ông xã lại chứ. Đền ơn cho ông xã là ước mơ sau này là cứu đời đó phải không? Làm việc thiện nữa mà. Cứu đời trước nhất cứu ông xã mình nha. Cứu cái công việc đó, công việc nào nặng mình tiếp ông xã mình là cứu rồi đó. Đúng rồi. Nói chung thì qua clip này cũng thấy anh Út là một người chồng là quá ok rồi. Cái gặp người ta là người ta bỏ chạy. Đúng rồi, chạy 80 đại dương rồi đó. Nó có nói mà, nó nói ai mà ở nó được mà nửa ngày thôi là nó bái phục. Vậy nó đó. Nói vậy luôn đó. Chứ có người á, thấy người vợ mình hơi bệnh cái là đi kiếm vợ khác rồi đó. Đúng rồi. Nó có rồi. Thiệt luôn. Nó bỏ rồi. Bà vợ còn nói mà, vợ nói mà mày mà kiên trì chứ gặp người ta là ngày một là nó bỏ rồi. Thôi nó tiêu rồi. Vậy cố gắng cứu cuộc đời này của chị đi nữa, chi cứu anh lại, cứu qua cứu lại hoài. Quá. Bữa nay thông qua clip này là chắc khán giả là chấm anh là thang điểm 100 điểm ông người, chồng người đàn ông vĩ đại nửa thập kỷ là dù cho vợ mình như thế nào cũng biết là vợ mình cái thời gian đầu là đã biết luôn đó, nhưng mà vẫn thương ha. Dạ. Lắc đầu đơn nói cỏ. Đúng không mà lắc đầu cái của anh ta. Dạ. Của anh ta. Anh hiểu. Rồi thôi, chào hai vợ chồng nha. Chúc hai vợ chồng nhiều sức khỏe.